Cháp 200, tinh giáp hồn tướng, Đỗ lão sao khi dung nhập hắc khí vào con nhện máy tưởng thoát khỏi vòng tay Tống Vân Tường, nhưng người tính sao bằng trời tính, vừa đáp đất đã ăn ngay viên xí ngầu khiến cả người con nhện không ngừng run lẩy bẩy. Đỗ lão vừa run vừa thắc mắc tự hỏi, sao có thể chứ, lẽ nào ở đây còn có cao thủ? Từ góc nhìn của Đỗ lão đổi sang một phương hướng khác, A Bắc Thúc vẫn đứng yên người dựa vào một cái cây nhìn tựa như không hề hay biết gì cái con nhện kia vừa mới văng ra bên ngoài này. Đỗ lão tiếp tục bò gượng gạo từng chi bước nhẹ nhàng. Bất thình lình một điếu thuốc còn đang cháy dỡ véo cái bay về hướng con nhện máy. Ngay sau đó điếu thuốc cắm thẳng xuống mặt đất cố định lọt khe vào giữa chiếc nhẫn. Bên trong chiếc nhẫn Đỗ lão căm phẫn giận dữ nói, xẹt lại là một thiên giai đáng ghét, đáng tiếc lão phu không thể nào hồi phục trạng thái đỉnh phong, nếu không. Lão còn chưa nói dứt câu bỗng nghe tiếng bún tay cái tách của Tống Vân Tường. Ngay lập tức trận pháp cả chục lớp đem cái con nhện máy nhốt vào bên trong, Đỗ lão liên tục hỏi chấm trà bá tại sao lại như thế. Vừa mới bị nhốt vào bên trong trận pháp, chiếc nhẫn cũng tỏa ra vô số hắc khí ngập tràn ra xung quanh, lão định sử dụng chiêu cũ khoan một lỗ vào bề mặt trận pháp, nhưng khoan mãi méo xi nhê. Mà trận pháp không ngừng co lại, Đỗ lão chỉ biết vùng vẫy trong bất lực. Lực co lại của trận pháp càng mạnh mà hắc khí của Đỗ lão tràn ra cũng ngày càng đậm đặc. Kết quả chưa đầy vài giây là một tiếng nổ lớn ầm ầm, khói bụi ngập tràn ra từ phía sau vụ nổ này, sau một lúc khói bụi cũng dần tản đi. Lão Mã lúc này mới xuất hiện gần A Bắc Thúc, Tống Vân Tường cũng theo đó mà tiến lại gần hiện trường vừa rồi. Trung tâm của làn khói dần hiện ra một chiếc nhẫn có bốn chi bị co quéo lại do dư chấn của vụ nổ mà nằm bất động. Thanh niên Tống Vân Tường cúi xuống nhặt con bọ máy lên xem thử, A Bắc Thúc thấy thế liền lên tiếng, thiếu gia cẩn thận một chút, thứ này có chút quỷ dị. Tống Vân Tường cầm con bọ trên tay đồng thời trận pháp bao bọc con bọ đó cũng được kích hoạt, thanh niên đáp lại, không sao ta sẽ dùng pháp trận đem nó phong ấn lại, có lẽ là không sao đâu. Lúc này Đỗ lão dần lấy lại ý thức nhìn xuyên qua trận pháp thấy rõ được khuôn mặt của Lão Mã và A Bắc Thúc khiến lão giật nảy, hai tên này trước đây vẫn luôn ở đây sao? Sau lờ lúc ổn định lại tinh thần Đỗ lão ngạc nhiên hửng một tiếng, chờ đã, bọn họ, hình như hai người này Đỗ lão đã từng gặp qua. Bỗng nhiên ký ức mười mấy năm trước trong đầu Đỗ lão hiện về, đó là một trận chiến mười mấy năm trước. Tiến sĩ mệnh lệnh cho Đỗ lão bảo vệ bên ngoài bí cảnh Đế Lăng. Đỗ lão chỉ tiếc hận một điều là bản thân đoạt xá túc nhân Tào Nhân thất bại, bị túc chủ Tào Nhân làm đứt cánh tay chạy trốn. Không biết qua bao lâu cũng không biết tình hình chiến đấu ở trong bí cảnh Đế Lăng như thế nào, chỉ nhớ cuối cùng đã nhận được truyền tin của tiến sĩ. Cô ta nói là khởi động cánh cửa dị lục trong bí cảnh Đế Lăng, đem tất cả mọi người đều cuốn vào trong đó, để một mình tự thoát ly đợi hắn quay lại. Theo lý mà nói trong bí cảnh Đế Lăng có lẽ là sẽ không có người còn sống mới đúng, nhưng không ngờ sau khi nhận được thông tin không lâu, lối ra vào của bí cảnh vẫn đã bị mở ra rồi. Cảnh tượng cuối cùng mà Đỗ lão nhìn thấy trong bí cảnh là một cái xác nằm trên trận đồ, chỗ lối ra thấy hai bóng người dần rời đi, mà hai tên này hình như chính là người còn sống sót trong đó. Nhìn chính diện hai bóng người rời đi chính là Lão Mã và A Bắc Thúc, bọn họ còn sống sót không bị cuốn vào trong không gian loạn lưu. Ngoại trừ hai người bọn họ ra hình như là còn có hai đứa trẻ, nhớ đến đây Đỗ lão không nhớ thêm được nữa. Quay trở lại thực tại, Lão Mã và A Bắc Thúc chăm chú nhìn vào con bọ máy trên tay Tống Vân Tường. Một lúc sau thanh niên nhìn con bọ trên tay mà nghe được tiếng Đỗ lão thở dài, hài, đáng tiếc rồi. Tống Vân Tường hơi hoang mang cúi sát mặt gần con bọ nói, ngươi đang còn nói nhảm cái gì vậy, có thể nói lớn tiếng một chút được không? Đỗ lão tiếp tục thở dài, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ thật sự lão ta không muốn từ bỏ thân xác của thích cách giả túc nhân Tào Nhân này. Kế hoạch ban đầu vốn dĩ thông qua thay đổi dung khí không ngừng tích lũy độ tiêu chuẩn đối với Tào Nhân, đột phá giới hạn. Bắt đầu từ túc chủ là tên tuân hạ được xem là độ tiêu chuẩn của Tào Nhân úp cộng 1, mặc định là số 8, trải qua nhiều lần đột phá độ tiêu chuẩn của Tào Nhân mỗi lần được cộng thêm 1. Trải qua thêm 4 lần từ số 8 đi đến số 12 thì Đỗ lão sẽ dễ dàng đột phá giới hạn đạt được cảnh giới thần giai. Trải qua từng công đoạn như hình vẽ thì kết quả cuối cùng Đỗ lão sẽ sờ được đến ngưỡng cửa thần giai. Nhưng cuộc đời nào ai biết được chữ ngờ, không ngờ kế hoạch vừa mới bắt đầu thì đã bất lợi giữa chừng xuất hiện một người bình thường. Không những giới hạn của thiên phú có tổn thất cực kỳ lớn, lão thông qua kế hoạch không ngừng đoạt xá túc nhân Tào Nhân để tích lũy độ tiêu chuẩn cũng đã bị cắt ngang rồi. Thanh niên Tống Vân Tường xuất hiện với dung khí phàm nhân bình thường đã khiến Đỗ lão nhìn hắn với tuân hạ bằng con mắt khác, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác rồi. Trong đầu Tống Vân Tường xét thấy tên già kia úp mở hoài thì liền lo lắng nghi hoặc hỏi, có phải ngươi đang nghĩ đến thứ gì không lễ phép rồi đúng không? Bên trong chiến nhẫn đen vọng lại tiếng cười của Đỗ lão, kha kha kha, ngươi trẻ tự đại, ngươi thật sự cho rằng đại trận phong lăng là vạn năng sao? Nghe được câu này, thanh niên hỏi lại, sao vậy, ngươi còn có cách chạy thoát ra ngoài nữa sao? Hay là nói muốn kéo ta vào trong thế giới tinh thần để ngược đãi hả? Đỗ lão ở bên trong chỉ biết hừ lạnh với tình cảnh này thì còn làm được cái méo gì nữa, cá đã hoàn toàn lọt lưới chờ người ta đưa lên thớt làm thịt thôi. Tống Vân Tường ngạc nhiên thấy con bọ không ngừng ngoe nguẩy mấy cái chân ra từ phía, lão hét lớn tiếng vọng ra. Ngươi sẽ trả giá cho sự tự đại của ngươi, cái giá này chính là thân xác bình thường của ngươi là của ta rồi. Ngay tức thì Đỗ lão ra lệnh, nhẫn đen khởi động thỏa thuận tinh hồi. Các luồng hắc khí khởi động tinh tạo bo mạch dần xâm nhập vào từng ngón tay Tống Vân Tường.
Thức hải lập tức hiện ra hệ thống bo mạch chằng chịt trải dài, bên trên là các hình ảnh ký ức được ghim ở mỗi vị trí khác nhau của bo mạch. Một tiếng bíp vang lên, nhận được đơn xin ý thức của ngoại tuyến. Hệ thống phản hồi lại, khởi động thỏa thuận tinh hồi. Bên trên là hệ thống bo mạch, còn bên dưới là các trụ cột cắm vào trong tầng mây lơ lửng nhìn tựa như ở thiên đàng. Mà trung tâm của hai tầng này là Tống Vân Tường, râu tóc bạc trắng đang đứng đó. Hai mắt hắn vẫn nhắm chặt đu ông như chưa có ý thức. Bất ngờ trên khuôn mặt già nua kia hai mắt mở ra nhận định một điều, hửng hình như là có ít thứ gì đó. Tống Vân Tường ngước nhìn vào bên trên thức hải mà trầm mặt nghi vấn, lần này vậy mà có thể tránh được thức hải hư cấu ở tầng bên ngoài mà ta bố trí sao? Ngay lúc này Tống Vân Tường quay sang, thì thấy em Loli xuất hiện kế bên đang ẻo lả nhắm mắt sờ tay lên má như thưởng ngoạn du xuân, ẻm nhẹ nhàng lên tiếng, hửng, sao ngươi lại chạy ra ngoài nữa rồi? Còn đang tự sướng thì em Loli quay lại giật nảy mình khi thấy một lão già phía sau đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn. Cô nàng hốt hoảng ấp úng, ây ra, ký chủ cá, cạp. Vừa tưởng trai tơ ai ngờ bô lão cô nàng Loli nhìn Tống Vân Tường như muốn rớt cái hàm hạ ra ngoài, hai mắt trợn trắng la lên, đậu xanh, ký chủ cá tạp của ta sao không giống với trước đây vậy? Sau đó cô nàng kinh hãi không ngừng ngó ngang liếc dọc mà hỏi, ủa, ở đây, thế giới tinh thần của ký chủ sao lại cũng không đúng vậy, trước đây rõ ràng. Cô nàng còn chưa nói xong thì Tống Vân Tường hiên ngang tay ôm ngực mà dõng dạc nói, trước đây ngươi nhìn thấy đó chỉ là một trong thức hải hư cấu ở tầng bên ngoài mà ta dùng trận pháp xây dựng. Đây chính là dùng hộp cát thế giới tinh thần để làm bẫy. Vừa nghe được cái thông tin này, em Loli kinh hãi tiếp tập hai miệng ngoác to ra không thể tin được, thế giới tinh thần hư cấu mà còn là một trong. Kiểu như giới trong giới của giới chủ thôn phệ tinh không đó cả nhà. Thì ra ký chủ cá tạp lại lợi hại như vậy sao? Tống Vân Tường xua xua cái tay trầm mặt đáp, không có gì lợi hại cả, chẳng qua chỉ là thủ đoạn nhỏ phòng ngự công kích tinh thần mà thôi. Tống Vân Tường sau đó lại ngước nhìn chăm chú bên trên, còn em Loli đã bật tính năng kiểm tra cảnh giới túc chủ. Không đúng, chờ một chút, hình dạng này của ký chủ đại nhân là lực chiến đấu lại đạt đến mức độ đáng sợ không thể miêu tả hơn. Trong mắt cô nàng hiện lên level 5 số 9 khiến cô nàng vãi mồ hôi hột, mặt tối sầm lại. Hơn nữa cảnh giới này là cái quái gì vậy, giới hạn của giai đoạn chỉ có 12 mới đúng. Nhưng mà sau khi kiểm tra xong, cô nàng Loli hai mắt rực sáng đưa ra nhận định, lẽ nào đây mới là thực lực thật sự của ký chủ đại nhân sao? Trong khi đó Tống Vân Tường vẫn theo dõi diễn biến từng hình ảnh thay đổi trên thức hải, hắn ngạc nhiên hỏi, hừ, sao dừng lại không động đậy nữa rồi? Tống Vân Tường lập tức trầm mặt quay sang em Loli nghiêm giọng hỏi, là ngươi làm sao, này, ngươi đừng có làm loạn chứ. Cô nàng lập tức xua tay hốt hoảng nói, hửng, nô tỳ không làm gì cả. Em vội thanh minh, lẽ nào không phải là ký chủ đại nhân làm sao? Tống Vân Tường nghe xong thì cũng vội quay đầu ngước nhìn lên trên một lần nữa, hai tay siết chặt đáp, lão phu cũng không làm gì, ta còn muốn xem thử rốt cuộc tên này muốn làm đến mức độ nào. Mảnh vỡ ký ức dừng lại, một người phụ nữ áo đỏ đang rời đi trong một ngày mưa gió, khuôn mặt người này không nhìn rõ cho lắm. Tống Vân Tường thấy cảnh này cũng tự hỏi, những cảnh tượng đó là mảnh vỡ ký ức mà tên đó đã tra tấn đúng không? Tại sao phải dừng lại, rốt cuộc là có chuyện gì? Những hình ảnh tiếp theo là cảnh hai tinh hồn tướng choảng nhau, hình ảnh ở giữa là một căn cứ tọa lạc trên một hòn đá khổng lồ trên không trung xung quanh cơ sở hạ tầng. Bên trong một nơi nào đó của hình ảnh tiếp theo là cảnh biểu diễn sân khấu rộng rãi, khán giả xem đông đúc. Mảnh vỡ ký ức tiếp theo là cả đám người bắt đầu tiến vào bí cảnh đế lăng, bên trong những con quái thú đã trực chờ sẵn trên không trung. Tiếp đến là cảnh sông núi, rừng rậm hiện về. Vô số mảnh ký ức hiện lên, ở giữa đó các mảnh dữ liệu rời rạc bắt đầu lan ra hiện lên khuôn mặt của Đỗ lão ở chỗ đó. Lão ta bất ngờ nhồi người ra phía trước nhìn cúi xuống bên dưới. Tiếng bíp hệ thống vang lên, cảnh báo sai sót, an toàn cho phép thông qua thất bại. Việc truy cập gặp phải từ chối thỏa thuận cưỡng chế dừng lại. Thỏa thuận tinh hồi của phiên bản hiện tại có quyền hạn không đủ, quyền hạn đẳng cấp an toàn của dung khí cao hơn phiên bản hiện tại. Không thể đem phần ý thức ngoại tuyến viết vào dung khí. Sau một hồi dòng ngó bên dưới, Đỗ lão hoang mang nghi hoặc hỏi, sao có thể chứ, vậy mà miễn dịch với thỏa thuận tinh hồi, không thể bị dung khí đoạt xá, ngươi là kẻ giám sát. Hai người Tống Vân Tường và em Loli ở bên dưới thấy tên kia hành động khó hiểu như thế thì cũng thắc mắc hỏi chấm không ngừng trong đầu hiện lên. Đã kết thúc tập 200 của bộ truyện tranh Tinh Giáp Hồn Tướng rồi. Các đạo hữu, sư huynh, sư tỷ đừng quên cho tiểu muội một like, một subscribe kênh hoặc để lại bình luận bên dưới. Tiểu muội sẽ rất vui và xem đó là động lực giúp tiểu muội ra thêm nhiều video hơn nữa. Và các đạo hữu, sư huynh, sư tỷ nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh Nông Dân Mê Chuyện của tiểu muội nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại.